dẫn chứng vạn năng cho bài nghị luận xã hội. 1. Câu chuyện về 3 chiến sĩ bộ đội chữa cháy dũng cảm hy sinh. Trong lần thực hiện nhiệm vụ cứu hộ tại số 231 Quan Hoa, Cầu Giấy, 3 chiến sĩ anh dũng hy sinh là đồng chí Đặng Anh Quân, đồng chí Đỗ Đức Việt và đồng chí Nguyễn Đình Phúc. 3 chiến sĩ sau khi hướng dẫn 8 nạn nhân thoát ra ngoài an toàn, liền quay lên tầng để tìm kiếm những nạn nhân khác còn mắc kẹt. Chẳng may trần nhà rơi xuống, 3 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Các đồng chí xứng đáng lưu danh muôn đời vì danh xưng anh hùng giữa thời bình. Câu chuyện này có thể áp dụng với những đề bài như về tinh thần vì dân, vì nước, sự dũng cảm không ngại gian khó, tinh thần tương thân tương ái, sự trách nhiệm với cộng đồng hay đức hy sinh cao cả, v.v. 2. Dẫn chứng về cầu thủ Cristiano Ronaldo. Anh là một cầu thủ chuyên nghiệp người Bồ Đào Nha. Với lối kỹ thuật đỉnh cao của mình, anh là một siêu sao chơi bóng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, anh lại có một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó với 5 người con, người bố nghiện rượu, anh miễn cưỡng chào đời trong sự nghèo khó bất lực của gia đình. Không những vậy, khi ngồi trên ghế nhà trường, vì thành tích không được tốt, anh còn bị giáo viên chỉ trích, miệt thị. Năm 15 tuổi,